quên dặn mẹ cái đó lắp 15 phút rồi ạ. Con làm như vậy là con giết mẹ rồi đó. Dạ, con chào bé. Mẹ, ôi, sao vậy mẹ? Trời ơi, bác, cái mặt bác bị sao vậy? Sao chị còn ngồi đó nữa, đi xuống lấy cái thau chườm đá lên đây. Đá để chườm mặt, đá lạnh trong tủ, có gì cũng không biết nữa. Đi lẹ đi, còn đứng đó làm gì nữa. Trời ơi, lặn hết rồi nè con. Dạ. Cũng hên là có con á, chứ không thôi là tiêu luôn cái mặt của bác rồi. Con giỏi thiệt á, cảm ơn con nhiều nha. Dạ, không có gì. Con thấy mấy chuyện này bình thường mà, ai cũng biết hết trơn á. Chỉ có mấy người mà không có kiến thức mà không biết thôi bác. Anh, sao anh đưa cô ta về nhà mình vậy? Thì chỗ quen biết, mà nhà cô ta đang gặp biến cố nữa. Nhà cửa thì bị niêm phong nè, rồi tiền bạc cũng không có nữa. Giờ cô ta nhờ giả thì giúp được cái đâu hai đứa đó thì ở tạm vài ngày đi. Bộ người ta nhờ là đưa người ta về nhà vậy đó hả? Cô ta là người yêu cũ của anh, làm sao mà ở trong nhà mình được? Nói chung là em không có chịu đâu. Im miệng đi. Trong nhà này chỉ có mẹ là người quyết định thôi, chứ không phải là con. Vậy chứ mẹ sao? Không lẽ mẹ cho cô ta ở nhà mình? Cô ta là người yêu cũ của chồng con đó mẹ. Lỡ hàng xóm người ta thấy được, người ta dị nghị rồi sao? Thôi vậy đi. Con đi coi có chỗ nào á, con thuê ở đỡ đi, rồi bác hỗ trợ cho con qua cái lúc này. Vậy đi nha con, chứ con ở đây á, nó cũng không có tiện lắm đâu. Ừ, dạ thôi bác, con không có dám lấy tiền của bác đâu. Con chỉ định là xin ở tạm một thời gian ngắn thôi ạ. Rồi con tìm được việc làm có tiền là con đi liền luôn. Thôi, con cứ ở lại đây đi. Bác nói thiệt hả bác? Dạ, con cảm ơn bác. Đây, bác ăn thử món này đi. Hồi đó bác hay khen cái món này là con làm ngon nhất đúng không? Đúng rồi. Ăn đi con. Cái nhà mình đang ăn cơm hả? Cái chén của con đâu? Sao mà chuẩn bị cho con vậy? Em xin lỗi chị nha. Tại em tưởng là chị không về ăn nên là em nấu đủ cho có 3 người thôi à. Cái gì? Tưởng không về ăn? Dạ. Cái miệng nào của tôi nói là tôi không về ăn? Vậy cái miệng nào của chị nói là chị sẽ về ăn? Em đâu có nghe câu đó đâu. Thôi, có gì đâu, chị vô bếp nấu tạm gói mì đi, rồi ra ăn chung với mọi người cho vui ha. Nhanh nhanh lên, để bác đợi á chị. Lẹ đi chị. Ý, chị đừng có nói với em là ngay cả tô mì chị cũng không biết nấu luôn nha. Làm vợ như vậy là tệ lắm đó. Ai nói mày tao không biết nấu? Mày cố tình nói vậy khỉa tao hả? Em không có ý đó, em hơi lỡ lời thôi à. Nhưng mà em thấy em nói vậy cũng đúng mà ta. Đàn bà con gái có chồng mà đi chơi tới tận giờ này mới chịu giáp mặt về. Chỉ có là tới những nơi đàn đúm không có trong sáng thôi à. Mày nói cái gì vậy hả? Mày cố tình nói vậy chứ đẩy nhà chồng tao đúng không? Con đi chơi từ sáng tới giờ mới về, giờ con lớn tiếng dai hả? Rồi anh lấy cái quyền gì mà anh lớn tiếng với tôi? Tôi là vợ của anh không minh tôi thì thôi, mắc mớ gì anh minh nó? Hay là mấy người suốt ngày ở nhà tình tứ gian gian dưới với nhau, rồi nảy sinh tình cảm cái gì? À, cô nói bậy bạ cái gì vậy hả? Vợ chồng thì phải tin tưởng nhau. Có đói bụng á thì đi vô lấy cái bánh ăn đi. Đâu có gì một cái miếng ăn thôi, cãi nhau ôm sòm như vậy nè. Hàng xóm người ta nghe người ta cười vô mặt đó. Thôi chết. Ba ơi, cái bánh trong tủ lạnh con tưởng nó hư, con bỏ thùng rác mất tiêu rồi. Mày ơi, anh mày cố tình làm vậy cho tôi nhịn đói đúng không? À thôi. Đủ rồi. Cô muốn làm loạn hả? Đi về nhà mẹ đẻ của cô làm loạn đi. Mẹ, sao vậy? Con là con dâu mẹ nè, đâu phải nó đâu, mất mớ gì mẹ với anh Minh đâu có vậy. Ừ, được rồi, trong cái nhà này tôi là người thừa. Mấy người cứ ngồi đây ăn uống vui vẻ với nhau đi. Riết là không có ra cái thể thống gì hết à. Muốn đi ăn kẹp. Ăn hoài. Anh mới kỳ á. Bữa nay tôi bắt tận tay rồi nha. Bây giờ anh còn chối cãi nữa không? Dám ngang nhiên ngoại tình ở trong nhà của tôi hả? Mấy người đúng là đồ Bỏ rồi. Cô làm gì hả? Làm cái gì? Anh ngoại tình với con gái trước mặt tôi mà anh hỏi tôi làm cái gì hả? Thì sao? Cô nhìn bộ dạng cô đi hả? Có ra dáng là người vợ không? Lúc nào cô chỉ có trang điểm đi ra ngoài đường. Tôi ngán cô thật sự luôn. Lấy vậy đi. Dân nè, đây mới là mẫu vợ của tôi nè. Người tôi muốn lấy đây nè. Anh nạn vừa thôi chứ. Tôi chỉ đi chơi thôi mà, chứ tôi có làm gì sai với anh đâu. Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Cô nói hay quá ha. Đi chơi, rồi cô đi với ai? Ở đâu, làm gì? Sao tôi biết được?
Nếu bây giờ tôi nói là tôi đi chơi mà tôi đi với Dân, cô có chịu không? Bây giờ tôi không cần biết, tôi chỉ biết là anh ngoại tình thôi. Anh tránh ra cho tôi tưởng á. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nha. Tại con lỡ tay, con mới làm mẹ ra nông nổi vậy nè. Đó, chị thấy chưa? Có mỗi cái chuyện làm vợ thôi chị cũng làm không được nữa. Vậy thì làm ăn được cái gì? Chị nhắm chị làm không được, để đó em làm cho. Bác, từ bây giờ con sẽ thay chị Nguyên làm con dâu tốt của bác nha. Bác cũng thấy rồi đó, những ngày vừa qua con chăm sóc, nói chuyện chia sẻ với bác, con làm tốt hơn chị Nguyên mà. Con im miệng đi. Mẹ cái gì? Tôi nhịn con bao nhiêu đã đủ rồi. Tôi thấy con không nơi nương tựa, tội nghiệp tôi mới để con ở trong cái nhà này. Vậy mà con không biết điều. Con thấy con Nguyên nó hiền lành, nó khờ khạo, có được đằng chân có lăn đằng đầu. Con dâu của tôi á, nó vô tâm vô tính, nhưng mà nó thiệt thà, nó tốt bụng. Nó đã gọi tôi một tiếng bằng mẹ thì tôi phải có trách nhiệm với nó chứ. Nó có hư thì tôi dạy, không có tới lượt con. Dạy gì nổi, biết bao nhiêu lần con nói rồi, có chịu nghe lời con đâu mà dạy. Nói nhiều lần không được thì nói nhiều lần nữa, nói khi nào nó làm được thì thôi. Vợ chồng sống với nhau là phải có trách nhiệm chứ. Nó phải dở mày sai rồi mày sai theo, mày làm như vậy mày coi được không? Có còn là cái gia đình không? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ nói như vậy con thấy vui lắm. Con biết sai, biết xin lỗi như vậy là được rồi. Nhưng kể từ bây giờ á, con cũng phải biết thay đổi, biết quan tâm tới chồng, biết quan tâm tới gia đình. Chứ nếu không á, cái bọn người xấu nó thừa cơ hội rồi nó vô nó phá nát hạnh phúc của gia đình con. Lúc đó con tiếc thì cũng muộn rồi. Còn thằng An, nếu như mày không chấp nhận chuyện này thì mày cứ ly hôn đi, đi ra ngoài sống, đi tìm hạnh phúc của riêng mày đi. Còn cô nữa, cô đi ra khỏi nhà tôi đi. Cô phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi như vậy đủ rồi đó. Dạ mẹ, không phải đâu, đi con với lại Dân là không có cái mối quan hệ gì hết trơn á. Tất dạ. cả là tụi con diễn hết tôi đó. Dạ đúng rồi bác. Diễn? Diễn là sao? Anh nói vậy là gì? Thì cũng tại em đó. Biết bao nhiêu lần anh khuyên em, anh nói với em là đừng có đi chơi sớm về khuya, em không chịu nghe lời anh. Rồi anh phải bắt buộc phải nhờ Vân để qua đây rồi diễn một cái vở kịch này. Vậy là anh lừa em hả? Sao anh qua đây em quá vậy? Thôi đừng khóc. Anh cũng không có lừa gì hết. Anh không có cấm em đi chơi, nhưng mà em phải biết điều tiết đại, mình mới biết dành thời gian lo cho gia đình, lo cho chồng, cho mẹ nữa chứ. Nếu mà em cứ đi chơi như vậy hoài á, đừng nói lời Vân mai mốt lỡ anh ngoại tình với người khác nữa. Thì đúng rồi đó chị, tại vì anh An anh nói với em là thấy chị ít quan tâm tới gia đình, lại hay bỏ bê ảnh nữa, nên ảnh mới nhờ em dựng vở kịch này đó. Nhưng mà kể từ bây giờ chị phải thay đổi nha, nếu như không là em mà là một cô gái khác là coi chừng chị mất chồng thiệt á. Bác, nhà cửa con cũng bình thường, không có bị phá sản gì hết. Con xin lỗi vì nói như vậy, bác thông cảm bỏ qua nha. Với lại con cũng có chồng sắp cưới rồi, tháng sau là tụi con đi định cư bên nước ngoài luôn á. Chuyện chỉ có vậy thôi. Dạ. Đâu có cần phải giấu mẹ đâu. Không giấu mẹ là lộ hết trơn luôn đó. Vậy là thực sự chỉ là diễn kịch, là hiểu lầm thôi hả? Dạ. Vậy thì cho tôi xin lỗi cô nha. Nhờ có cô mà tôi mới nhận ra được lỗi lầm của mình. Chị hiểu được như vậy á là em vui rồi. Con đi ra coi ai gọi cửa nhà. Dạ. Nhà tối vậy. Coi. Chồng sắp cưới của con tới đón. Dạ vậy thôi, nếu mà gia đình của mình giải quyết được hết hiểu lầm thì con xin phép về trước. Con cảm ơn con nhiều nha. Dạ con chào bác. Con về nha. Cảm ơn nha. Chào chị. Đúng hơn, chỉ là diễn kịch thôi đó. Mới mốt anh mà ngoại tình thiệt, để em giận anh luôn. Không có đâu, nhưng phải sửa nha, phải sửa cái tính đó nha, không được đi chơi nữa đâu á. Trời đất ơi, anh biết thế nào em cũng mặc đồ kiểu này qua đây mà.
Sao vậy anh? Ôi, nè, ngồi này xuống đi. Đi vô thay gấp gấp bộ đồ này ra liền, tranh thủ rồi trước khi mà anh vậy. Cái bộ này kỳ quá à, nhìn nó lạ quá à, em mặc không có quen. Nghe lời anh đi, em muốn mất điểm lần đầu tiên ra gặp má anh hả? Đi đi, nhanh, đi lẹ đi. Anh... Gì vậy? Nó... Cái váy này nó kỳ kỳ sao á. Kỳ cái gì, ta đang ngồi đi. Em phải mặc sang trọng gì nè, má anh mới thích, hiểu không? Với lại má anh đâu có ăn mấy cái loại trái cây này, ở lần phun thuốc chiều sâu với lại không rõ nguồn gốc nữa. Thì em biết rồi, lần sau em rút kinh nghiệm. Nhiều lần quên. Tiên ơi, má anh vậy? Tạm thời mình đi vô trong đi. Đi đi, đi. Để anh em đi vô luôn. Gì nắng nóng dữ vậy? Tiên ơi, mang cho bà ly nước coi, khô cả cổ. Dạ bà mới về. Thôi nè, bà mới đi ra ngoài có một chút rồi, hình như nhà mình có người lạ vào đúng không? Dạ thưa má, đây là Ngọc, bạn gái của con. Hôm nay con rủ Ngọc về nhà mình chơi. Má, má. Xin lỗi, anh quên. Khoan à, con lớn rồi, má tôn trọng quyết định của con chọn ai, má không can dự vào. Nhưng má nói trước cho con biết, con cũng đừng can dự vào cảm xúc của má. Tiếp bạn đi. Anh, hình như là bác gái không có thích em. Sao vậy ta? Sao chăng cái gì? Phải từ đầu anh để em mặc cái áo thun với cái quần tây là được rồi. Tự dưng bắt người ta thay cái đầm màu vàng khè này nhìn nó kỳ muốn chết luôn nhá. Thua keo này mình bày keo khác. Tin anh đi. Nè anh dắt má anh đi mua sắm á. Xíu nha, em cứ giả bộ là em vô tình gặp anh với má anh nha. Xong rồi em lựa một bộ đồ nào đó thiệt là đẹp, em mua, em nói là em tặng cho má anh nha. Anh trả tiền cho. Thôi, em không có làm vậy được đâu. Lỡ bác gái mà biết á, bác gái giận em á. Mà sao đâu, với lại một chút xíu mà má anh mà có lựa bộ đồ nào nha, em khen tới tấp cho anh. Má anh thích người ta khen má anh đẹp lắm, nhớ kỹ nha. Thôi anh đi trước đây. Thấy má mặc cái đầm này đẹp không con? Dạ con thấy bộ này sang lắm luôn á bác. Dạ con cũng thấy đẹp đó má. Đâu mất tiêu rồi ta. Dạ vậy bác lấy bộ này nha. Con đang tìm ai vậy? Ở đâu, con đang nhìn đồ cho má nè. Dạ, con chào bà chủ tịch. Con chỉ vô tình mua đồ ở shop này thôi à. Nhưng mà có điều này con muốn nói với chủ tịch. Mong là chủ tịch sẽ không giận con. Có vẻ như con thấy cái đầm trên tay chủ tịch đang cầm nó không được hợp với bà cho lắm. Ý của con là cái màu của bộ đồ nó không hợp với da của bà. Con nghĩ là... Hay là chủ tịch thử bộ này đi, con nghĩ là nó sẽ hợp với bà hơn. Nhìn á là biết loại người không đàng hoàng rồi. Dạ con xin lỗi chủ tịch, mong bà bỏ qua. Má, tôi chết rồi. Bộ em nói gì không đúng hả? Giờ làm sao? Đi, anh buông ra, mình chia tay đi. Em thấy là xuất phát điểm của tụi mình không có giống nhau. Nếu như có cố gắng tiếp tục quen nữa, cô không có hạnh phúc đâu. Anh Khoa, anh Khoa ơi, hôm nay á bà nói là bà muốn ăn đồ Âu, em mua đồ rồi. Bây giờ em phải bận, em về quê liền, em xin bà rồi. Không em nay anh Khoa nấu giùm em được không? Thông cảm em nha, cộng hôm nay mình ăn cơm tiệm cũng được nữa nha. Nấu giùm em năn nỉ luôn, cảm ơn Khoa nhiều nha. Ê, ê rồi, ai, ai nấu? À, có người nấu rồi. Yes, yes, có người nấu rồi, có người nấu rồi. Ai nấu? Còn ai nấu ngoài bà nội trợ này nữa. Đây là cái cách mà em ghi điểm với má anh vào phút 89 nè. Má anh rất là thích đồ ăn Âu, chỉ cần em nấu ngon là được. Anh đi mua thêm chai rượu vang nữa là hết ý luôn. Đi vô, đi vô, nấu đi. Chia tay rồi mà. Chia tay cái gì mà chia tay? Anh mua rượu về rồi nè. Em ơi,
Nấu đèn ăn xong hết chưa? Dạ xong rồi. Có cần anh phụ không? Cái gì vậy? Ủa anh kêu em nấu món Âu món Tây mà. Thì Tây, cái này cũng Tây mà. Nhưng mà là Tây Nam Bộ. Chứ em đâu biết nấu mấy món phương Tây kia đâu. Sao? Vắng chủ nhà, gà vọc nêu tôm hả? Đang ồn ào chuyện gì vậy? Là ai nấu mấy món này? Dạ, con nấu ạ. Ai biểu cô nấu? Dạ bác ơi, tại con không có biết nấu mấy cái món phương Tây kia, nên là con mới chạy đại ra chợ con mua cá linh về kho tiêu, rồi còn một ít thì con bỏ vô con nấu canh chua. Nhưng mà bác ăn thử đi nha bác. Bác. Má, dù sao cũng là công sức của Ngọc nấu mà má, đừng có đem đổ mà má. Má ơi. Ông ơi, hồi còn sống, ông thích ăn món canh chua lắm. Nhưng bấy lâu nay, tôi không dám nấu. Vì mỗi lần nhìn tô canh chua, tôi lại nhớ ông. Chịu không nổi. Hôm nay, có tô canh chua này, ông có linh thiêng. Về ăn với tôi, với tụi nhỏ. Nghe ông. Lâu lắm rồi, bác mới ngửi được mùi của cá linh kho tiêu, canh chua, bông điên điển. Bác nhớ mùi vị của những món này lắm. Bác ơi, bác nói thiệt không bác? Vậy là bác thích những món này con nấu đúng không ạ? Con vui lắm. Con còn nhớ cái bộ mà hôm đó con đã đưa cho bác không? Tụi con còn nhớ không? Là bộ này nè. Đúng rồi, chính là bộ này nè. Thôi được rồi, bây giờ tụi con ngồi xuống ăn cơm đi. Con... Em... Thôi ăn đi tụi con. Dạ. Con mời má ăn cơm. Ba. Ba ơi vợ. Anh Sôi. Ba. Anh Sôi quá. Anh Sôi. Anh Sôi. Anh Sôi bình tĩnh lại đi. Buông ra đi. Bình tĩnh cái gì? Đó. Chị thấy thằng con trai của chị nó đối xử với tôi như thế nào chưa? Chị sáng mắt gì chưa? Bảo, chuyện này là như thế nào? Con nói cho má nghe đi. Tại sao hộp vàng của anh Xui lại nằm trong ba lô của con hả? Thật sự là con cũng không biết nữa. Tại sao vàng của ba lại nằm ở trong ba lô của con? À, ý là mày nói tao gài mày hả? Tao gài mày tao được cái gì? Trong khi đó mày là chồng của con gái tao, là rể của tao mà. Hả? Khốn nạn. Anh Xui ơi, bớt nóng đi anh. Tôi nói thiệt với chị á, tôi lên đây tôi chơi, tôi thăm con gái tôi mấy ngày, tôi đem theo cái hộp vàng này cũng chủ yếu là để cho nó, cho con gái tôi, để hai vợ chồng nó có của làm ăn. Chưa kịp trao tay là thò tay vô hút cái hộp vàng của tôi rồi. Hả? Mày con mà mày sống vậy mày sống được hả? Tao thất vọng vì mày lắm mà biết không? Bà, con đã nói với ba là con không có lấy vàng của ba mà. Con có công việc, có thu nhập, con không phụng dưỡng cho ba thôi chứ con lấy vàng của ba làm gì? Đúng rồi đó ba. Chồng con sao mà không trộm ăn cắp của ba được? Nhiều khi ba lộn cặp của chồng con là cặp của ba, cái ba bỏ nhầm không? Anh Xui ơi, tôi nghĩ là trong cái chuyện này có nhầm lẫn cái gì đó. Chứ thằng Bảo con tôi biết tính nó mà. Nó không dám làm mấy cái chuyện này đâu. Lỗi chị, tôi hết chấp nhận được rồi. Đừng nói chuyện nhầm lẫn vậy đây. Tôi cũng không chấp nhận được cái chuyện con gái tôi á mà phải sống chung với một cái phường ăn cắp như nó á nha. Xin lỗi chị, chào chị. À, đi con. Ba, cái gì chồng con mà. Đi. Đi đâu vậy? Hả? Hở cái là trốn là sao? Ba thả con ra đi, ba nhốt con ở nhà cả tuần nay rồi ba. Ý đồ ba con biết hết rồi đó. Im cái miệng lại, ý đồ gì? Hả? Ba có ý đồ gì chăng nữa đó, ba cũng muốn tốt cho mày thôi nha. Thả mày về bên đó,
nha. Mày ở chung đụng với mấy thứ mà ăn cắp á, mang tiếng lắm biết không? Tao rất là hối hận khi tao gả mày cho nó đó. Nè, mày không nghĩ á, tới lúc nó cờ bạc, nó trộm cắp mà đường cùng nó tán gia bại sản là nó bán mày luôn á, cái con ngu. Chồng con không phải là ăn trộm ăn cướp. Ba đừng có diễn với con nữa. Mục đích ba bày ra mấy cái chuyện này á là ba muốn con ly dị chồng con chứ gì, con biết hết rồi đó. Đi làm học. Cái gì vậy? Đi. Ba chung không hỏi đâu mà. Ba thả vợ con dĩ con đi ba. Con báo công an đó ba. Báo công an hả? Cái thằng mất dạy này. Tao dạy con tao thì liên quan gì báo công an hả? Mẹ, sao anh lại chửi con trai tôi? Còn chị nữa ha. Chị đẻ nó mà chị không biết dạy nó, chị dẫn nó qua đây giữa thanh thiên bạch nhật, chị để cho nó chửi vào mặt ba vợ nó vậy hả? Chị coi được hả? Trời ơi, anh xui ơi là anh xui. Anh làm gì mà đối xử với gia đình tôi kỳ quá vậy hả? Dù gì á, mình cũng là người nhà với nhau, có chuyện gì thì từ từ ngồi xuống nói chuyện với nhau chứ anh. Vậy người một nhà hả? Không dám. Không dám làm người một nhà với chị. Tôi nói cho chị biết, cả mày nữa, tao không bao giờ đưa con gái của tao về nhà đây một lần nữa đâu. Nghe. Anh có quyền gì? Quyền gì hả? Quyền làm ba ruột được không? Con mày, liệu hồn mày á, mày bước chân ra khỏi này là mày chết mày với tao nghe chưa? Thứ gì? Mở cửa ra. À, Quỳnh ơi, con coi rót nước ra mời anh Khoa uống nha con. Anh Khoa tới chơi nè con. Dạ mời ba, mời anh. Chào em. Dạ chào anh. Con đi nha ba. À, đi đâu? Ngồi xuống. Ngồi xuống, anh Khoa lâu lâu tới chơi mà con. Ngồi xuống đi. Nhỏ này làm ba bẻ mặt à? Quỳnh nó ngoan lắm, dễ dạy lắm. Con cứ tự nhiên nghe. À, quên nữa Quỳnh, con vô tủ lấy bánh ra mời anh Khoa ăn với con nha. Ăn bánh đi con, ăn bánh đi. Bánh. Ngồi xuống. Uống nước với anh Khoa cho vui con. Trời ơi, thì uống nước thôi mà có gì đâu. Uống đi con, uống đi, uống cho anh Khoa vui. Thôi em đừng ngại, coi như hai anh em mình lần đầu gặp. Đúng rồi, cũng ly cái nè. Uống đi con. Sao rảnh rảnh cứ lại đi chơi nha. Quỳnh giờ không rảnh, nó cũng ở nhà với bác à, cho nên không có làm gì trơn á. Đó, rồi cái anh em rợ rủ nhau đi xem phim thì đi ăn uống về cho nó cũng vui cũng được ha. Thôi ăn bánh đi con, ăn bánh đi. Con lên phòng. Ủa con sao vậy Quỳnh? Mệt quá. Mệt hả? Chết cha. À không em, tại vì á anh nghĩ thời tiết đang nóng nực á, cho nên cơ thể em thấy mệt mỏi á. Em uống nhiều nước đi. Đúng rồi đó. Chứ không đi con. Em muốn nhiều nước vô thì cái cơ thể em á nó bù nước lại. Đúng rồi. Đủ nước lại uống như con. Vô uống đi. Đúng rồi. Uống nước đi con, uống nước vô đi để con vậy. Em. Quỳnh con sao vậy Quỳnh? Quỳnh bắt buộc nó phải ly hôn với thằng chồng nó. Lúc đó tao mới gả con gái tao cho mày được. Thấy sao? Thôi được rồi. Ông tính sao đó ông tính, tôi không cần biết. Nhưng mà nếu như tôi không lấy được con gái của ông thì cả số nợ cũ lẫn số vàng tôi mới đưa cho ông, cả gốc lẫn lãi, chắc cũng cái nhà của ông. Liệu mà tính nha. Yên tâm, để tao lo chuyện đó cho. Đâu xây giờ đó thôi. Vô. Con rể. Cái gì nữa?
nữa. Ê, đừng có nói với tôi muốn bẻ kèo nha. Trời ơi trời, ngon như vậy mà bây giờ mới giới thiệu với tôi hả? Dừng lại! Ủa, thằng Bảo, sao mày có mặt ở trong nhà của tao? Hình như ba con đòi gả con cho người khác lắm á. Cái gì? Trời ơi, hôm bữa con nghe ba con nói chuyện điện thoại, hình như là ba con nợ bài bạc gì đó, mấy tỷ lận á. Xong rồi cái ông đó, ông nói là gả con để cấn nợ gì á, thấy ghê quá à. Xong rồi hẹn là ngày mai tới đây, cho nên là ra con trốn ra. Sao ông ác dữ vậy nè? Anh sẽ tìm cách phá cửa để cứu em ra ngoài. Đợi anh nha. Không được, con không được làm cách đó. Con càng làm á thì ông càng nghĩ quấy cho con nữa. Má nghĩ là mình phải nghĩ cái cách nào đó mà tìm cho được bằng chứng ổng làm chuyện phạm pháp. Chứ không á, con mà đưa con Quỳnh về nhà á, chẳng khác nào như là cóc bỏ dĩa, rồi ổng cứ quậy như vậy hoài á, làm sao mà tụi con sống yên được. Hay là vậy, bây giờ con lén vô con lấy chìa khóa của ba con đưa cho anh Bảo. Anh Bảo đi đánh chìa liền đi, xong rồi đem lại đây. Sáng mai á, lúc mà ba em sơ hở anh lén vô đây, xong rồi anh trốn ở đây nè. Nhiều khi mình có chứng cứ á má. Thì ra tụi mày toàn rập với nhau qua mặt tao hả? Ba ơi, sao ba làm gì với con vậy? Con là con gái của ba đó ba. Từ nãy giờ thằng chó này nó làm cái gì tụi con đặt camera quay lại hết rồi. Bây giờ tụi con sẽ mang lên công an, ba không thoát được tội đâu ba. Từ giờ ba đừng hòng chia rẽ hạnh phúc của tụi con nữa. Ba là ba của tụi con, không ai muốn đẩy ba vô tù hết. Nhưng mà có những chuyện tụi con không làm không được. Chào ba. Đi em. Làm ăn sống nhăn vậy? Mày lo mày tính số nợ với tao đi nghe chưa? Không á là mày không có sống được ở cái đất này đâu. Rõ chưa? Nè má coi nè, má coi con dâu của má nè. Hôm nay bà đặt nhậu với người lạ đó kìa má. Mày chửi nó đi, chửi nặng vô. Cái thứ đã có gia đình rồi mà còn ra ngoài cặp kè với người này người nọ. Cái thứ đó kia mà cái thứ gì hả? Mày nói thử coi. Thứ này là cái thứ hư thân mất nết, đồ vô liêm sỉ, mặt trai mày đó. Vậy cái loại đó phải xử làm sao? Thứ này là phải tán chài bạc tay cho tỉnh, kéo nó ra tòa lý dị luôn. Sao má tán con? Cái đứa mà đáng bị ăn tán là mày đó. Mày là cái thằng vô liêm sỉ, bán tận lương tâm, mặt chai mày đá. Mày nhìn lại bản thân mày đi. Hả? Mày nhìn lại cái cảnh này coi, có quen hay không. Mày đã từng hư đốn y chang như vậy đó. Nhậu cái gì mà giờ này còn có hai người đây, trốn hết trơn rồi hả? Nhậu tiếp đi, hôm nay tôi chấp hết luôn. Bia rượu gì đem ra đây, chơi hết về hết luôn. Hết nè. Ôi da, đang nhậu mà. Ôi da. Trời ơi, má làm gì mạnh tay dữ vậy má? U đầu chồng con luôn kìa. Nhưng mà cũng tại nó á, ngày nào cũng sai xỉn rồi về quậy hết, ai mà chịu cho nổi. Má với con là phải hợp tác với nhau, trị cho nó một trận cho nó bỏ cái tật nhậu nhẹt nó được. Con nữa, con phải nghe lời má, phải mạnh mẽ lên. Đi lên ngủ, kệ nó. Mà cái đầu má. Đi. Bữa nay mình nhậu cho tới bến luôn. Trời đất ơi, vậy mà lôi nhau ra đây mà nhậu nhẹt ở đây nữa. Vô. Trời ơi, ai vô nhậu? Chiến hữu vô chảy là bị phạt. Đồn. Ba ra bậy. Mày mà không uống hết là mày không có nể tao. Đúng rồi. Dâm. Uống đi. Vô. Vô. Uống vô. Trời là trời.
Ăn nhậu chi cho con nè, bé bét vậy đó. Bảo không à. Trời đất ơi, cái gì mà nhậu dữ vậy trời. Ba thằng mình á, lâu thì ta mới nhậu một lần. Lâu là ta mới nhậu một lần. Nhậu một lần cho hết bia luôn. Nhậu một lần cho tới nóc luôn. Ôi ơi, má, cái kìm lại má, cái kìm lại, vô toilet, đi. Yếu. Bạn ngủ mà nhậu mà chưa gì chứ, bạn ói sao mà được. Trời ơi. Không. Khổ thiệt sự luôn á. Vô đây đi. Không có sao. Nhậu nhẹt chi biết. Chưa sai. 100% tới luôn. Tới luôn. Trời ơi, giờ mới được yên thân. Nay hai má con rủ nhau nhậu cái gì mà kỳ cục kẹo. Mệt người chết luôn. Ngủ rồi. Ủa gì hả? Sao xỉn con đi ngủ đi. Cái thằng này bị khùng hả? Ngủ gì ngủ? Nhậu xong tầng 1 là phải đi tầng 2 và tầng 3. Đúng hả? Đồ khùng nè. Bây giờ em nói cho chị nghe nè, em chuẩn bị tập nhảy cho chị để mình đi ba luôn. Chôn xong rồi. Hai ba. Đâu? Má vô đây con má. Cái gì mà mày lôi kéo tao diễn biết nữa. Nè má coi nè, má coi con dâu của má nè. Hôm nay mày đặt nhậu với người lạ đó kìa má. Mày chửi nó đi. Chửi nặng vô. Cái thứ đã có gia đình rồi mà còn ra ngoài cặp kè với người này người nọ. Cái thứ đó kia bằng cái thứ gì hả? Mày nói thử coi. Thứ này là cái thứ hư thân mất nết. Đồ vô liêm sỉ. Mặt trai mày đó. Ừ. Vậy cái loại đó phải xử làm sao? Cái thứ này là phải tán chai bạc tay cho tỉnh. Kéo nó ra tòa lý dị luôn. Sao má tán con? Cái đứa mà đáng bị ăn tán là mày đó. Mày là cái thằng vô liêm sỉ. Bán tận lương tâm, mặt chai mày đá. Uống rượu bia vô là bà cặp kè gái gú. Không nhớ chuyện gì đến gia đình vợ con hết á. Mày nhìn lại bản thân mày đi. Hả? Mày nhìn lại cái cảnh này coi, có quen hay không. Mày đã từng hư đốn y chang như vậy đó. Nè, thử đi. Coi có phải rượu bia gì không. Cái này bia chứ gì. Ủa sao ngọt ngay vậy? Ủa chứ anh tưởng á là tôi hư đốn giống như anh vậy hả? Tôi chỉ làm bộ cho anh thấy thôi. Trời ơi. Để anh thấy được tấm gương phản chiếu của anh. Anh say xỉn vô rồi anh á đàn đúm gái gú xong bây giờ anh nhìn đây đây anh thấy vợ anh như này anh tức vậy. Lúc mà anh vậy anh nghĩ cảm giác của tôi làm sao? Nhưng mà còn thằng này là thằng nào? Tôi là chủ quán, là bạn của vợ anh. Hôm nay tôi mời. Linh à, anh xin lỗi em nha. Thời gian qua cũng do anh hết. Anh ghiền nhậu, anh say xỉn. Anh không nghĩ đến cảm xúc của em. Má, con xin lỗi má nha má. Thời gian qua cũng là lỗi cho con hết. Con hư thân quá. Để cho má với là vợ con phải nghĩ ra cách này để dạy con. Thấy con tệ quá.
Nếu như con đã thấy cái lỗi của mình và đã biết xin lỗi thì má với vợ con cũng không nỡ trách con hoài. Nhưng mà má nói trước, nếu đã biết xin lỗi, biết mình sai thì phải bỏ. Bỏ liền, bỏ ngay, bỏ gấp. Còn nếu không, tái phạm một lần nữa, má sẽ đồng ý cho con Linh nộp đơn ra tòa đi vậy đó. Không, không má, má. Con hứa mà, con hứa là con sẽ bỏ mà, con sẽ thay đổi mà. Tha lỗi cho anh nha. Được rồi. Bây giờ anh muốn em với má hết giận thì anh phải sống sao cho đàng hoàng tử tế nha. Em tin là anh hứa là anh sẽ làm được. Thôi, thôi bây giờ coi như là vậy là cũng được rồi. Mình ngồi xuống đây mình nhậu luôn bữa luôn đi má. Hả?